Xin chào mọi người, xin chào chị yêu ạ. Dạ rồi em chào mọi người, chào chị yêu nha. Chào mừng các chị yêu đã quay trở lại với livestream tiếp theo của thời trang Dory. Dạ rồi em chào mọi người, hello các chị yêu nè. Mọi người ơi, đây sẽ là livestream cuối cùng trong livestream ngày hôm nay. Cho nên là chị yêu nào mọi người vào coi live thì chấm bài giùm em nha. Em chào chị yêu Nguyễn Thùy Dung đã vào xem live. Mọi người ơi, hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến các chị yêu một cái em đầm xòe hoa rất là xinh. Mã đầm của em mang đây cho mọi người là đầm DV002 các chị yêu nha. Một em đầm màu xanh rêu siêu đẹp luôn. Và chị yêu nào mọi người đã vào coi livestream rồi thì nhớ là tranh thủ đặt hàng trên live giùm em liền các chị yêu nha. Ai đang theo dõi livestream thì chấm bài tương tác trên live giùm em với nè. Và nếu như mà chị yêu nào mọi người đặt hàng trong giờ live hôm nay thì sẽ được mua ngay em đầm này với mức giá tri ân các chị yêu nhá. Rồi mọi người ơi, cho em xin ngay một chấm tương tác với ạ. Mã số sản phẩm của em mặc đây cho mọi người đó là đầm DV, đầm này của em là đầm DV002 các chị yêu nha. Màu lên rất là đẹp cho mọi người luôn. Cái màu của em mang đây cho chị yêu sẽ là tông màu xanh rêu và cái tay này mọi người ơi, trời ơi đẹp quá trời luôn nha. Màu xanh rêu mà lên cái tay nơ như thế này rất là xinh luôn. Ngày hôm nay chị yêu nào mình đặt hàng trong khung giờ live thì cái mã đầm DV002 này của bên em sẽ sale cho mọi người với mức giá chỉ còn có 580 thôi và miễn ship nha. Chào chị yêu Anh Minh đã vào xem live của em nè. Đây đứng dậy cho chị yêu mình xem hết phong đầm các chị yêu nhá. Mọi người thấy là cái mẫu đầm của em mặc đây, cái dáng váy lên có đẹp. Mã váy này là may thiết kế dáng váy xòe các chị yêu nha. Và phong đầm màu lên cho mọi người sẽ là tông màu xanh rêu. Thì cái màu này là một trong những gam màu mà mặc lên da tôn da nhất và trắng da nhất luôn các chị yêu nha. Em thì em rất là thích cái màu xanh rêu này luôn, bởi vì mặc lên cái màu này cảm giác mình lên da rất là trắng da luôn ạ. DV002 của em mặc có đầy đủ size nha, ML, XL cho đến size 3XL, dành cho chị yêu nào mình 75kg đổ về là vừa. Các chị ơi, em quay gần lại cho mọi người xem nhé. Đây ạ, phần cổ của em mặc đây cho mọi người thiết kế sẽ là dạng cổ tim nè. Em có làm cho chị yêu phần cúc ngọc trai nè. Phần tay ở bên em đây sẽ làm cho chị yêu là tay tay nơ các chị yêu nha, có phối xẻ luôn. Và các chị yêu mình để ý là cái dáng tay nơ của em nó sẽ là hơi cụp vào trong một tí xíu như thế này. Để làm gì ạ? Để cho các chị yêu khi mà mình mặc lên á, nếu như mà chị nào có bắp tay to thì sẽ che được cả phần bắp tay luôn các chị yêu nha. Form đầm DV002 là dáng váy xòe và có thiết kế có túi. Hôm nay chị yêu nào mua em đầm này từ giá gốc của bên em là 650.000, em sale còn có 580 thôi. Ngoài ra thì em còn miễn ship giao hàng cho chị yêu mình đến tận nhà luôn. Và còn tặng kèm một cái voucher trị giá cho chị yêu 50.000 đồng giảm giá cho lần mua tiếp theo các chị yêu nha. Mọi người ơi, DV002 kèm với số điện thoại có đơn hàng thành công giúp em. Màu lên các chị yêu mình nhìn nha, trời ơi đẹp thật sự luôn. Đằng sau bên em có làm khóa kéo các chị yêu ai dáng váy nào mọi người thấy mà. Đối với cái mẫu đầm DV002 màu xanh rêu này á, thì chị yêu nào mình công sở hay các chị trung niên là mặc đều đẹp mọi người nha. Form đầm là sẽ làm dáng cho chị yêu là ôm ở phần eo và dáng ở dưới là dáng váy xòe. Mọi người để ý cho em là những cái đầm dáng xòe thì thường che bụng rất là tốt. Mọi người mình mặc lên là không hề bị lộ bụng luôn các chị yêu nha. Đó, các chị yêu mình thấy là tôn cái vòng eo nhưng mà không, vẫn không có sợ bị lộ bụng đâu các chị yêu nha. DV cho em là 002 kèm với số điện thoại. Mọi người ơi, mã đầm này em được làm cho chị yêu là hai lớp luôn. Bình thường đối với cái chất liệu lụa Latin cao cấp này thì ở ngoài thị trường người ta chỉ làm một lớp thôi, bởi vì cái vải lụa này của em nó cũng đã dày dặn rồi và mặc lên nó rất là mát các chị yêu nha. Nhưng mà bên em vẫn làm thêm cho chị yêu mình cái lớp lót ở bên trong nữa, quá xịn quá đẹp luôn. DV002 kèm với số điện thoại các chị yêu nha. Sale cho mọi người chỉ còn có 580.000 đồng thôi ạ. Phi ship giao hàng đến tận nhà. Màu lên cho mọi người sẽ là tông màu xanh rêu, rất là trắng da và rất là đẹp luôn. Cảm ơn chị yêu Đào Thị Xuân lấy một mã đầm DV002 55kg nè. Dạ rồi em ok, chị yêu Mai Lan lấy đầm DV002 nè. Rồi cảm ơn chị yêu Nguyễn Thanh Hằng lấy đầm DV002, ngồi gần để cho chị yêu xem nha. Mọi người ơi, cái màu của em mặc đây cho các chị yêu là họa tiết hoa 5D, rất là đẹp luôn. Cảm ơn chị yêu Cẩm Nguyễn, chị nhận được hàng rồi, đẹp lắm, cảm ơn chị yêu nha. Các chị ơi, mọi người để ý giùm em cái phần họa tiết nè. Mẫu đầm này là tông màu xanh rêu, bên em kết hợp cùng với họa tiết là hoa hồng các chị yêu nha. Và lên họa tiết là 5D cho nên là các chị yêu nhìn thấy cái mẫu đầm, cái màu hoa của nó rất là đẹp luôn. Và em rất là thích cái phần tay các chị yêu nha. Cái tay là tay nơ xinh quá trời luôn á. Và các chị yêu mình để ý cho em là cái phần này em may các chị yêu rất là thoải mái. Cho nên nếu như mà chị yêu nào mà mình tròn người một tí xíu, phần tay các chị yêu cử động vẫn rất là thích các chị yêu hoa. Và đầm của bên em là hàng thiết kế cho nên là mỗi size em sẽ có một cái số đo riêng. Nếu như mà chị yêu nào mọi người đặt hàng, các chị chỉ cần comment cho em xin số điện thoại thì
để lại cho em là DV cho em là 002 kèm với số điện thoại các chị yêu nha. Sẽ có nhân viên của bên em tư vấn các chị yêu mình chọn size phù hợp luôn. Và mọi người ơi, đầm này của bên em giá sale chỉ có 580.000 đồng thôi cho một mã hàng đầm hoa thiết kế cao cấp. Bây giờ là chuẩn bị là bước vào mùa hè rồi các chị yêu nha. Em nghĩ là những cái mẫu đầm hoa rất là cần thiết cho chị yêu mình luôn. Bởi vì mặc lên nó rất là thoải mái, mặc lên nó mát, mà tay còn là tay ngắn như thế này thì rất là tiện cho mọi người đúng không ạ? Vừa mang đi chơi được, vừa mang đi công sở được, vừa mang đi tiệc được luôn. Đầm là DV002 kèm với số điện thoại các chị yêu nha. Sale còn 580.000 đồng, miễn phí ship giao hàng đến tận nhà, hỗ trợ đổi size nếu như không mặc vừa cho bên em luôn. Chị yêu nào mình đặt hàng thì nhanh tay comment các chị yêu nha. Đây là màu xanh rêu. Đó, các chị thấy tông màu xanh rêu không? Rất là xinh cho em luôn ạ. Bây giờ em sẽ chuẩn bị qua mẫu này. Chị nào đặt hàng thì tranh thủ chốt đơn liền. DV cho em là 002 và kèm với số điện thoại các chị yêu nha. Chiều dài mẫu đầm thì sẽ là đầm dài qua gối nha mọi người ơi. Và có thiết kế cho chị yêu là phối túi hai bên. Đây mọi người coi cái dáng váy xẻ này rất là xinh luôn. Túi cho mọi người hai bên như thế này, các chị yêu mình có thể đựng đồ này kia nếu các chị đi chơi các kiểu ha. Bên trong cái lớp lót của bên em cũng sẽ làm cho chị là lớp lụa luôn. Vải lụa que mặt đây là lụa Latin nha các chị yêu nha, không có bị nhăn, không bị mỏng, không hề bị xù lông luôn. Và giá của mẫu đầm này chỉ có 580.000 đồng trong khung giờ like các chị yêu nha. Cảm ơn chị yêu Hoàng Anh lấy một đầm DV002. Ok chị yêu nha. Rồi mọi người ơi, chị nào đặt hàng ghi là DV002 kèm với số điện thoại 580.000 đồng và miễn ship giao hàng đến tận nhà. Form đầm lên cho em là dáng đầm xòe hoa cao cấp các chị yêu nha. Rồi bây giờ thì em sẽ qua mẫu mới tiếp theo. Chị yêu nào mọi người vào coi livestream rồi thì các chị yêu chấm vài trên like giùm em. Còn bây giờ thì em sẽ đi thay mẫu mới các chị yêu nha. Ai mình đang theo dõi livestream nhanh tay đặt hàng trên like giúp em với ạ. Nếu như mà chị yêu nào mình thấy số lạ gọi tới thì nghe máy xác nhận cho em các chị yêu nha. Rồi bây giờ thì em sẽ chuyển sang cho chị yêu mà số sản phẩm tiếp theo sẽ là một em đầm hoa, nhưng mà form đầm thì sẽ là dáng đầm đuôi cá các chị yêu nha. Mã đầm em mang là đầm DV002. Chị nào mình đặt hàng mà thấy số lạ gọi tới thì các chị yêu mình nhớ là nghe máy xác nhận đơn hàng cho em luôn các chị yêu nha. Dạ rồi mọi người ơi, bây giờ thì em qua mẫu mới các chị yêu nha. Em sẽ lên cho chị yêu mã số sản phẩm tiếp theo, đó là một em đầm đuôi cá, đầm hoa nhưng mà đuôi cá các chị yêu nha. Rất là đẹp và rất là sang luôn. Mã đầm tiếp theo của em mặc đây cho chị yêu đó là em đầm DT945 các chị yêu ha. Nếu như mà chị yêu nào mọi người thích đầm DV002 thì đặt hàng trên like giùm em với ạ. Giá sale của mẫu đầm DV002 chỉ có giá là 580.000 thôi nha các chị ơi, và miễn ship giao hàng luôn. Rồi bây giờ thì em qua mẫu mới dành cho các chị yêu mình luôn ạ. Đó là một em đầm form đuôi cá các chị yêu nha. Đối với những cái dáng đầm đuôi cá thì các chị yêu biết rồi là ưu điểm của nó là sẽ mặc lên tôn dáng các chị yêu nha. Ngày hôm nay chị yêu nào mình đã vào coi livestream rồi thì nhanh tay đặt hàng liền cho em. Đầm của em mang đây cho mọi người là đầm em mặc đây là DT945 các chị yêu nha. Mọi người ơi, mã đầm của em mặc đây cho chị yêu ngày hôm nay là đầm DT945. Và chị yêu nào mọi người vào coi livestream rồi thì tranh thủ chốt đơn hàng trong khung giờ livestream giùm em luôn. Trời ơi, quá xuất sắc các chị yêu nha. Nền của mẫu đầm sẽ là màu trắng và kết hợp cùng với lại họa tiết hoa đỏ các chị yêu nha. Mọi người ơi, đầm DT945 của em mặc đây thì em sẽ có đầy đủ size luôn, MLXL cho đến size là 3XL. Và chị yêu nào mọi người từ cho bên em là đầm này cho em là các chị yêu mình 70kg cho em đổ về là đều mặc vừa luôn các chị nha. Em quay nghiêng cho chị yêu mình nhìn form đầm nè. Form đầm thì mặc lên rất là gọn và tôn dáng luôn các chị yêu hoa. Mà đầm DT945 này các chị coi dáng cổ cho em. Một bên thì em sẽ có thiết kế các chị yêu là phối một cái nơ to và kèm ở đây là viền đính ngọc trai. Cổ lên cho chị yêu là cổ tròn và tay sẽ là dáng tay ngắn các chị yêu nha. Hôm nay chị yêu nào mình đặt hàng trong khung giờ livestream, mã đầm em mang đây đó là đầm DT945 này.
580.000 đồng và miễn ship giao hàng đến tận nhà. Các chị ơi, cái chất liệu vải quen mặt đây không phải là vải lụa các chị nha, mà đây sẽ là chất liệu vải umi. Đối với cái vải umi này thì nó sẽ là có độ co giãn, cho nên là khi các chị yêu mặc lên rất là thoải mái luôn. Và đầm này thì ở bên trong có kèm cả lớp lót nữa các chị yêu nha. Nhiều chị thì sợ là mặc đầm màu trắng nó sẽ bị mỏng và mặc đầm màu trắng nó sẽ bị dơ, cho nên là bên em làm cho các chị yêu mình có thêm một lớp lót nữa. Đầm này bên trong có kèm lớp lót các chị yêu nha, cho nên là khi mà mình mặc lên thì mình cứ yên tâm cho bên em, vừa co giãn vừa thoải mái mà không sợ bị mỏng các chị yêu ha. DT945 kèm với số điện thoại có đơn hàng thành công. Mọi người ơi, đầm DT945 em mặc đây sale chỉ còn 580.000 đồng. Form đầm sẽ là dáng đầm đuôi cá các chị yêu nha. Và quay đằng sau để cho các chị yêu mình xem form đầm luôn ạ. Mà đầm DT945 này ở đằng sau của bên em thiết kế là có khóa kéo các chị yêu ha. Dạ em cảm ơn chị yêu Huy Võ lấy một đầm DT945 60kg nè. Chị yêu Hoàng Long lấy đầm DT945 mẫu này nữa em. Ok chị yêu nha. Sale chỉ còn 580.000 đồng và miễn ship giao hàng chị yêu ha. Cảm ơn chị yêu Trang Nguyễn lấy đầm DT945 55kg. Mọi người ơi, đầm DT945 này của em á, cái họa tiết sẽ là màu hoa 5D. Nền của em đầm này là màu trắng, nhưng mà các chị thấy nè, lên những cái phần họa tiết hoa 5D rất là nổi bật luôn. Ở bên trong thì thiết kế dáng màu đỏ nhạt, ở bên ngoài thì đỏ đậm, viền của nó may cực kỳ đẹp luôn các chị nha. Rồi màu hoa tím nè, rồi màu hoa nâu. Những cái họa tiết hoa này đều là hoa 5D và vải là em phải nhập các chị yêu nha, chứ vải này không có ở Việt Nam đâu mọi người ơi. Chất liệu vải sẽ là vải nhập nha. Bên trong đầm thì sẽ có thêm cả lớp lót cho chị yêu mình luôn. Và đầm này đằng sau có khóa kéo các chị nhá. Chị nào mình đặt hàng thì ghi giùm bên em đó là mã đầm DT945 kèm với số điện thoại là sẽ có đơn hàng thành công 580.000 đồng. Bên em về đầy đủ size các chị yêu nha, MLXL cho đến size 4XL ạ. À. Và 75kg đổ về là vừa vải hai lớp nha, dày dặn cực kỳ luôn. Cảm ơn chị yêu Kim Chi lấy một đầm size XL nha. Mẫu đầm này của em chị nằm mình gầy người mặc cũng đẹp, mà các chị tròn người mũm mĩ một tí xíu các chị mặc cũng đẹp luôn. Bởi vì cái form đầm của em mặc đây là dáng đầm đuôi cá nha, cho nên là khi các chị mặc lên thì nó cực kỳ tôn dáng. Và vải em làm hai lớp nó dày dặn, nó sẽ không có làm cho chị yêu bị lộ khuyết điểm là phần bụng đâu các chị nha. Đây một cái nơ to nhá chị yêu, một bên như thế này. Mọi người mặc cái đầm này cho em mà đi tiệc hay là đi chơi hay là đi du lịch này kia rất là xinh mọi người ơi. DT cho em là 945 các chị yêu nha. Rồi mọi người ai đang coi livestream nhanh tay đặt hàng trong khung giờ live giúp em. DT945 kèm với số điện thoại ạ. À. Ok chị yêu Lê Hoa lấy đầm DT945 57kg nha. Rồi nghe máy xác nhận, nhân viên em sẽ tư vấn size cho chị yêu luôn nha. Bây giờ thì em sẽ qua mẫu mới các chị ha. Mọi người ơi, đầm em mang là đầm DT945, chị nào đặt hàng thì nhanh tay giúp em. Sale chỉ còn có 580.000 đồng thôi à, mà còn được miễn ship giao hàng đến tận nhà. Ngoài ra các chị yêu mình mua về mặc chặt mặc rộng em còn hỗ trợ đổi size các chị yêu nha. Màu em mặc đây sẽ là tông màu trắng kết hợp cùng họa tiết hoa 5D. Form đầm lên cho các chị yêu là một cái em đầm hàng thiết kế cao cấp các chị nha, mặc lên rất là đẹp và sang luôn. Rồi bây giờ mình qua mẫu các chị yêu ha. Chị nào coi livestream đợi em một xíu em đi thay mẫu luôn. Ok chị yêu Trần Nhi lấy đầm DT945 nè. Dạ rồi, bây giờ thì mình qua mẫu các chị yêu nha. Chị yêu nào vào coi livestream rồi thì đặt hàng trên live giùm bên em. Bây giờ thì em sẽ lên cho chị yêu mã số sản phẩm tiếp theo. Ai mình đang theo dõi livestream thì chấm bài trên live giùm em luôn các chị yêu nha. Nếu như mà các chị yêu mình thấy số lạ gọi tới thì nghe máy xác nhận giùm em. Rồi bây giờ thì em sẽ đi thay mẫu tiếp theo đây ạ. À. Ai coi livestream thì đợi em một tí xíu các chị yêu nhé.
cảm ơn chị yêu Trần Nhi lấy đầm DT945 nè. Ok chị yêu Phạm Dung lấy đầm DT945. Đẹp quá, chị lấy một cái. Nghe máy xác nhận cho em nha chị yêu ơi. Rồi bây giờ mình qua mẫu mới các chị yêu nha. Em sẽ lên cho chị yêu, đây là mẫu cuối cùng trong livestream trưa nay. Vì vậy chị yêu nào mình đã vào coi live của bên em rồi thì nhanh tay đặt hàng liền, bởi vì đây là mẫu cuối cùng rồi các chị yêu nha. Mã số sản phẩm tiếp theo của bên em đó là mã đầm DT cho em là 949 các chị yêu nha. Đầm này xinh quá mọi người ơi. Đầm em mang đây cho mọi người hôm nay sẽ là em đầm DT949 các chị yêu nha. Và chị yêu nào mọi người vào coi live rồi thì nhanh tay đặt hàng trong khung giờ live giúp em. Mọi người ơi, các chị yêu mình có thấy là cái mẫu đầm của em đang mang đây, cái màu lên có đẹp không ạ? Hôm nay tự nhiên em cài thêm cái này thôi các chị yêu nha, chứ em không có tặng kèm cái tang đâu các chị nha. Đầm rất là đầm trơn như thế này, em cài vô thêm cho nó xinh thôi. Rồi mã số sản phẩm của em mặc đây đó là đầm DT cho em là 949. Màu của em mặc đây cho các chị yêu hôm nay sẽ là đầm màu hoa tím các chị yêu nha. Quá là đẹp và quá ngọt ngào luôn á. Quay gần để cho các chị yêu mình xem luôn. Phần cổ thiết kế sẽ là dáng cổ tròn nè, có sẽ cho chị yêu phối chữ V. Tay lên cho bên em sẽ là tay bồng và chị yêu nào bắt tay to hoàn toàn che được luôn. Mẫu đầm DT949 này là một em đầm dáng xẻ ôm mở eo và ở dưới là váy xẻ nhẹ các chị yêu nha. Form đầm lên rất là đẹp. Hôm nay chị nào vào coi like rồi nhanh tay đặt hàng giúp em. DT949 kèm với số điện thoại các chị yêu nha. Đầm hoa này em sale cũng là 580 và miễn ship giao hàng. Đem quay gần cho chị yêu mình dễ nhìn cái màu hoa luôn. Mọi người ơi, cái tông màu hoa tím này các chị yêu mình mang nó sẽ không có bị già các chị yêu nha. Mà đặc biệt là cái màu này lên nó rất là kiểu như là nhìn ngọt ngào và mặc lên nhìn rất là sang luôn. Các chị yêu mình thấy không? Nền của em là màu tím nhưng mà em kết hợp cùng với lại họa tiết hoa vàng cho nên rất là hài hòa. Và cái vải này của bên em thì có thêm những cái họa tiết 5D là những cái mẫu in chìm các chị yêu nha. Phần cổ thiết kế sẽ là cổ tròn cho em là vừa phải, kín đáo, không hề bị lộ hở và mình mặc đi công sở được luôn. Phần tay thiết kế cho các chị đây sẽ là tay bồng và các chị mình để ý là em may cái tay này giống như là cái lồng đèn đó các chị yêu nha. Nó sẽ có những cái đường xếp ly là bồng nhẹ thôi nha mọi người, chứ không phải vòng to đâu. Cho nên rất là xinh. Mã đầm em mặc đây là đầm DT949 các chị yêu nha. Và chị yêu nào mọi người đặt hàng trong giờ livestream ngày hôm nay thì các chị yêu mình được sale còn 580.000 đồng các chị ha. Ngoài ra mọi người còn được free ship giao hàng đến tận nhà. Mọi người ơi, vải rất là đẹp. Vải này là lụa Latin nha. Đem cho các chị yêu mình xem nè. Cái vải, cái mặt bên trong của nó nè, chất lụa nó rất là bóng và mềm luôn các chị yêu ha. Và họa tiết của bên em là lên họa tiết hoa 5D các chị nha. Bên trong thì còn có thêm một lớp lót nữa. Bình thường người ta chỉ làm một lớp thôi. Đối với cái chất lụa Latin này á thì bình thường chỉ làm một lớp thôi, nhưng mà em làm cho các chị yêu mình là hai lớp luôn các chị yêu nha. Vải lên thì dày dặn cho em và mặc lên rất là thoải mái luôn. Đầm này thì đi chơi hay là đi công sở hay là đi tiệc này kia đều được các chị nha. Quay gần để cho mọi người nhìn rõ hơn nè. DT cho em là 949. Mọi người ơi, đầm này em sale còn có 580 thôi nha. Các chị yêu mình xem hết form đầm luôn ạ. Dáng đầm bên mặt đây thì sẽ là đầm dài qua gối và bên trong có lớp lót. Nếu như mà chị yêu nào mua về tặng quà cho bạn bè người thân cũng được nha. Mọi người mua về tặng quà cho bạn bè người thân, ví dụ các chị yêu mặc đi chơi, đi công sở hoặc là các chị mặc đi dạo phố, đi tiệc nhẹ cũng rất là ok các chị ha. Đầm đằng sau em có thiết kế khóa kéo cho mọi người luôn ạ. DT949 này thì về đầy đủ size cho mình nha. Hàng thiết kế cao cấp của Dori luôn. Đối với mẫu đầm này á, thì là mẫu hàng thiết kế các chị yêu nha. Và khi các chị yêu mình mua về bên trong thì tem mạc đầy đủ là của Dori, cho nên các chị sẽ thấy là không có bị động hàng ở trên thị trường. DT949 của bên em lụa Latin cao cấp và size là 75kg đổ về là vừa luôn. Hiện tại em đang mặc đây là size S các chị yêu nha. Có size M, S, M, L, XL cho đến size cho em là 3XL và 70kg đổ về là ok ạ. Rồi chị yêu nào đặt hàng đầm DT949 để lại số điện thoại giùm em. Mọi người ơi, ngày hôm nay thì em sale còn có 580 thôi ạ. Em miễn ship giao hàng luôn. Cảm ơn chị Cẩm Nguyễn lấy đầm DT949 size L nha. Giá sale là 580 và miễn ship các chị yêu nha. Đây ạ, form đầm lên cho chị yêu mình rất là xinh. Đầm thì sẽ là dài qua gối và bên trong thì có kèm cả lớp lót nha mọi người nha. Đi chơi hay là đi dạo phố hay là đi tiệc nhẹ đều đẹp luôn. Cảm ơn chị Cẩm Nguyễn đã là người chia sẻ livestream nè. Ok chị yêu Anh Minh lấy đầm DT949 55kg cao 1m58. Ok chị yêu nha. Nghe máy xác nhận đơn hàng giùm em chị yêu ha. Sale còn 580.000 đồng thôi. Rồi mọi người ơi, hôm nay thì chắc là em sẽ kết thúc livestream ở đây. Có chị yêu nào mình đặt hàng nữa mà để lại số điện thoại giùm em và thấy số lạ gọi tới thì nghe máy các chị yêu nha. Trưa ngày hôm nay thì em sẽ kết thúc livestream ở đây luôn. Cảm ơn các chị yêu rất là nhiều đã theo dõi và ủng hộ bên em các chị yêu nha. Hẹn gặp lại các chị yêu vào khung giờ 7 giờ tối nay của em sẽ quay trở lại livestream các chị yêu nha. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại các chị yêu vào livestream tối nay ạ.